Hôm bữa mới review đồ này xong mà giờ mới chà xong thì sạch lại. Đế mình không có chà tại đế đi nó cũng mà hôm nay cũng đâu nói về đôi này đâu cho nên là ok, chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với video với channel của mình. Dạ, thì hôm nay các bạn đã đọc chủ đề các bạn đã biết rồi, thì hôm nay mình sẽ nói về Converse với lại Rich Owen. Có rất là nhiều người thường tưởng lầm giữa Rich Owen và Converse tại vì cái shape nó rất là giống nhau, không phải là shape giống nhau nhưng mà cái kiểu dáng với lại cái cách thiết kế nó khá là giống nhau chứ không phải là giống nhau 100%. Giống như đây mình có đôi chất 1, đôi Taylor chất 1, đây là đôi Taylor chất 2, còn đây là đôi Taylor chất 3. Các bạn đã hiểu ý mình chứ? Cách thiết kế của Converse, đây là hai đôi Converse. Còn đây màu đen là đôi Rich Owen và cách thiết kế rất là giống nhau. Mình chỉ một lần nữa là shape rất là giống nhau nhưng mà cái mũi của Converse thì nó nhọn, còn mũi của Rich Owen nó bầu. Đế rất là khác nhau, một cái đế lưỡi cưa lại một đế màu mè. Chất liệu vải thì may rất là giống nhau nhưng mà của Rich Owen vải nó dày và nó cứng hơn, nó to hơn, còn của Converse nó nhỏ và nó mềm hơn. Còn cái phần lưỡi gà của Converse nó tách ra, còn đôi Rich Owen không, Rich Owen nó may liền vào, không tách ra cái gì cả, nó may liền vào luôn. Phần dưới gót của Converse nó có độ một cái miếng rất là mềm, hầu như là cũng không ai biết, hầu như là không ai để ý là có một cái miếng dưới đây để giữ cái shape. Đôi chất một cũng vậy, rất là mềm, còn đôi Russell Wayne rất là cứng. Vài người thắc mắc rằng cái chất liệu mang cái giá cả nó có giống nhau hay không, thì theo mình như mình nói thì không, hoàn toàn khác nhau. Thứ nhất sẽ nói về chất liệu mang. Khi mà mình mang Russell Wayne này á, đây Russell Wayne, mình tháo dây ra thôi. Thì khi mà mình mang Russell Wayne, đế rất là nặng và rất là cứng. Cái thứ hai, mang trên phần trên đây, mang lúc mà đi nó hơi bị cấn chân. Mình không biết là do rộng hay không nhưng mà mình mang rất là vừa, mình mang là vừa khít luôn á. Thì mang nó hơi cấn chân và hơi đau, và mình đây là ý kiến riêng của mình thôi. Còn những bạn nào mà có Russell Wayne, các bạn mang mà các bạn thấy thoải mái thì đó tùy các bạn. Nhưng mà mình là video này là mình đánh giá theo ý kiến của mình chứ không phải là mình đánh giá theo ý kiến chung. Như cái thứ nhất mình đã nói là cái đế này nó rất là nặng cho nên lúc mà các bạn đi nó kiểu như nó không được thoải mái, kiểu như giống như là một các bạn mang một gạch dưới chân và nó giống như là khi mà các bạn bước giống như là nó đè các bạn xuống vậy, rất là nặng. Và nói với hai đôi Converse này thì nếu mà chọn thì mình chọn Converse chất 2. Đôi Converse chất 2 ai cũng biết thì nó có một cái đế Luna ở bên trong, mang đi rất là êm. Phần đế này của đôi này rất là nhẹ và rất là mềm. Xít. Phần trên đây cũng rất là mềm nên khi mà các bạn đi nó không có cấn hay là nó không có nặng giống như là đôi này. Và mang tuy là mang một thời gian cái shape nó sẽ biến dạng, các bạn thấy nó không có được thẳng như lúc mới mua hay là gì nữa, nó rất là biến dạng. Nhưng mà lúc mà các bạn mang vô nó cái shape sẽ là kiểu như nó sẽ phồng ra và đi rất là êm, tại mình mang đôi này rất là nhiều. Mình mang đôi này cũng rất là nhiều mà mình độn vô thôi chứ phải là do cái gì. Còn đôi này mình rất là ít khi mang, tại mình mang chủ yếu là mình chỉ chụp hình thôi chứ mình không mang chỉ vì đi chơi hay là này nọ. Có nhiều bạn cho rằng Rich Owen là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng. Đúng, rất là nổi tiếng và đôi giày cũng rất là luxury nữa. Nếu mà mang vô ai nhìn vô qua thằng này giàu rồi, giày nó mang ghê. Nhưng không, mình không hiểu, vẫn không hiểu tại sao mình lại mua đôi này nữa, tại vì mình mang rất là ít. Ok, và vấn đề thứ hai đó chính là giá cả. Thì nhìn cái xét giày thì các bạn biết là đôi nào là mắc nhất mà. Đôi này tính trị giá thiệt ở trên mạng của nó là cũng 12, 15, 15 triệu là nhiều nhất, mình nghĩ là vậy. Còn đôi này lúc mà mình nó vừa mới ra là mình mua liền, là vì mình mua là 1,5 triệu. Đôi này rẻ gấp 10 lần đôi này, nhưng mà cái dựa chất liệu mang thì mình thấy đôi này rất là tốt, đôi này tốt hơn nhiều so với đôi này. Và để chứng minh điều đó dễ lắm.
là dễ mà. Thì tóm lại như vậy thôi, mang rít xô quen, nặng chân, mắc tiền, không êm, nhưng mà được cái style sang chảnh, luxury. Cái thứ hai là mang đôi này rẻ tiền, êm, nhẹ chân. Mọi người nhìn vô thì bình thường, không ai chê, cũng không ai ghét và cũng không ai cười cả. Cũng phối đồ rất là tốt, không phải là sang chảnh nhưng mà cũng style. Và giữa hai cái ưu điểm và nhược điểm đó, các bạn sẽ chọn đôi nào? Rich Owen hay là Converse? Ok, yeah, và hôm nay mình sẽ làm một cái video ngắn để giới thiệu về giữa Rich Owen và Converse nó có đặc điểm khác nhau chỗ nào và tại sao cái shape này lại giống nhau thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Oh, và mình nghĩ vài video tiếp theo, mình không biết là video tiếp theo hay là video sau nữa, tại vì mình sẽ lấy camera, mình sẽ đi xuống phố hoặc là mình sẽ đi New York, mà mình sẽ vô mấy cái cửa hàng giống như là Fly Club hay là Foot Locker hay là mấy cái tiệm mà bán giày rất là nổi tiếng ở Mỹ. Mình sẽ vô cho các bạn xem bên trong từng chi tiết ở bên trong giống như Fly Club nếu mà họ cho mình quay. Yeah, cảm ơn các bạn. Và yeah, cảm ơn các bạn đã xem video này. Hi Hero, peace. I got broads in Atlanta, just at the lean the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the van.